Chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Qua 7 ngày học tập, các học viên đã được trang bị một số chuyên đề bao gồm xây dựng đảng về đạo đức, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của hành động cách mạng của đảng ta, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng, công tác xây dựng đảng ở cơ sở, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đảng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn dành thời gian để các học viên tiếp thu nội dung chuyên đề lịch sử đảng bộ của thành phố. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022, đã cố gắng hoàn thành tốt chương trình học tập. Qua kiểm tra bài thi cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi.